Cùng với cả nước, sáng nay, tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Thị xã Phú Thọ là địa phương được chọn tổ chức điểm lễ ra mắt của tỉnh Phú Thọ. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Hoàng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng tổ chức và hoạt động của lực lượng này. Luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban Nhân dân cung cấp trong bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định việc thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là hết sức quan trọng nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng, giúp kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện để xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, góp phần phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tôi đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và thị xã Phú Thọ nói riêng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Một là các tổ an ninh trật tự sớm ổn định về tổ chức, đi vào hoạt động có nền nếp và thực hiện tốt mối quan hệ công tác. Hai là phát huy vai trò trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết về pháp luật và năng lực công tác. Ba là tập trung thực hiện có hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ được quy định tại luật, làm tốt công tác hỗ trợ công an cấp xã trong công tác tham mưu nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện đối với nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của lực lượng này, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định, quan tâm đầu tư, mua sắm công cụ, trang phục, đảm bảo điều kiện hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của luật đến các tầng lớp nhân dân. Lực lượng công an quan tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về nghiệp vụ, pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúng tôi được trang bị công cụ hỗ trợ và trang bị các vật dụng theo đúng quy cách của nhà nước quy định. Thế còn bản thân tôi là một tổ trưởng sẽ động viên anh em cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ được Đảng và nước phân công. Và đây là trách nhiệm chung là của thay mặt nhân dân trong khu. Thế chúng tôi đã động viên được toàn bộ các đồng chí tham gia lực lượng an ninh cơ sở. Thế cùng chúng tôi tham gia các cái khâu từ tập luyện, các cái khâu chuẩn bị để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái tổ chức cái lễ ra mắt này. Sau khi luật có hiệu lực và sau cái lễ ra mắt này thì chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tập huấn cho cái lực lượng an ninh cơ sở, và cái lực lượng an ninh cơ sở cũng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cái lực lượng công an ở các xã phường trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây là mảnh ghép quan trọng trong cái thế trận an ninh nhân dân. Lễ ra mắt diễn ra trong không khí trang trọng, các đại biểu cùng nhân dân trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã theo dõi, cổ vũ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở diễu hành, biểu dương lực lượng và diễn tập thực binh 3 tình huống, xử lý tình huống vây bắt tội phạm, xử lý phương án bạo lực gia đình, đe dọa giết người, xử lý phương án các đối tượng tụ tập đông người tổ chức đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực quảng trường trung tâm. Thực hiện quyết định số 1073 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, toàn tỉnh Phú Thọ thành lập 2.328 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tổng số hơn 7.000 thành viên. Đến nay, 9 trên 9 xã phường trên địa bàn thị xã Phú Thọ đã ký các quyết định về thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại địa bàn 62 khu dân cư với tổng số 188 thành viên, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Lực lượng này có 6 nhóm nhiệm vụ: nắm tình hình về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ,
quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động.